nay bọn mình đi ra đồng bắt ốc mọi người, bắt ốc ốc sọt ấy. Thằng em mình nó đang bắt ở đâu kia nha mọi người. Bây giờ bọn mình sẽ lại bắt ốc về luộc ăn mọi người, luộc hoặc xào nhá. Mình đang ngồi trên cái mạng này nha mọi người. Cái mạng này nó bắc qua sông nha mọi người. Nó dần nước từ bên cái đê bên kia là cái sông nha mọi người. Sông nó chảy về đông rồi nha. Nó chảy về đông rồi nha mọi người. Đây. Chảy về đông đông lụa nha mọi người. Thằng em mình đang bắt ốc nha mọi người nhá. Để mình xuống bắt ốc nữa cho nhanh nha mọi người. Ôi trời ơi. Thả dẹp đi con dẹp. Dẹp tí. Đấy nhiều cái này. Một rồi, đây. Bắt từ đấy lên đi. Ốc đấy nha mọi người, ốc này ốc này là ốc sọt nha mọi người. Mình gọi là ốc sọt đấy, nó nhỏ hơn con ốc bướu ấy. Đây. Trời ơi. To đi tôi mơ. Mói. Nhiều lắm. Bắt đi. Trời ơi. Nhiều ơi. Thôi đi được mạng rồi, mạng lại đúng là em bắt con mạng cực khó. Ở đấy mèo nhiều ấy, cái mèo nhiều ấy mọi người, nó bám vào cái vỏ ốc ấy. Nó hơi bẩn mọi người, nhưng mà lạt về bọn mình rửa sạch là nó sạch nhá. Nhiều bữa ốc ta chứ, vơ hồi nó cõi được. Đừng có để đục. Này em vớ đây nào. Đừng có để đục nữa, cũng thậy đúng không? Thậy còn một lợi bắt con nữa luôn. Em mô. Em đi lên á. Đây, bắt luôn. Hay không đi lên thì... Bắt ừ. Đó, em lại còn một lợi bắt. Đấy. Đó, bắt luôn. Chụp. Sạch hơi. Này. Hai cỏ khó này. Bố mò trong như hay này. Thank you.
cọ cái bồng 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 cua nha mọi người, bồng cua cua đông nha. Mình bắt con cua này cho mọi người xem nha. Con tiêu cho nó là tôm. Xấu mọi hãng rất là xấu mọi người ạ. Đấy rồi nha mọi người, mình bắt con cua lên nha. Cua không đấy nha. Cua không đấy. Cho dưới con chứa nó nhỏ cho to lên. Wow, xôi. Đây, phối thôi. Phối, 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 phối. Phối không? Đi không? Đây còn bồng, đây còn lồi này. Đây còn lồi nha mọi người. Lồi này chắc là còn to hơn. Giờ cho tay biết nhiều. Không có mọi người ạ. Mở cọ đi. Lấy rồi nhá. Xuống sống rồi. Sống không? Sống thôi, anh em mình bắt ốc nha mọi người. Cũng được khá là nhiều rồi mọi người ạ. Bây giờ bọn mình chuộng cái sông này để rửa ốc nhá. Để cho mọi người xem ốc lúc này giờ mình bắt được có được nhiều không. Nạp. Đi đúng họ đi cũng nhiều ấy. Đấy nha mọi người. Một đìa, hai ba đìa. Đấy cho đi ấy. Cũng khá là nhiều mọi người ạ. Ốc ốc sọt đó với lại mấy con cua đông mọi người ạ. Giam cua đông. Ok anh. Đi lại đã bắt đây thầy. À tôi bắt đây thật rửa chân tay lắm này thầy. Hợp lý đâu. Bọn mình sẽ bắt thêm một chút nữa nha mọi người. Bắt theo cái mượn này nha. Cái mượn này chắc cùng có ốc đấy mọi người. Nó bạm hải bên cái thành ấy. Bạm hải bên cái thành thành mượn ấy mọi người. Bây giờ mình chuộng bắt nha. Mình với thằng em chuộng bắt nha. Mình chuộng bắt nha mọi người. Các em vào đây. Chập. Vận đây là em vượt thầy để chim trong thị ốc. Mày còn thôi. Ở đây đâu chiều đây. Bây giờ mình rửa ốc nha mọi người. Rửa ốc để lạt về nậu nha. Ồ, cái kiểu này. Dám rồi. Thỏ tính. Dám nhất thái này. Tôi thái kiểu thỏ tính. Hai tôi tối tao bắt thôi. Thôi về ngắm lợn được lợn trời. Ngắm lợn lại bắt thôi. Chiều này đem măn chuẩn bị xả xìa được mạo một cái. Đâm trời ơi vỏ có nậu lớn nậu khí đi nữa không. Nước mạo nằn tránh cái đường rồi trồn nước mạo ngon. Chiều bố nhân lộ nhém thôi. Lộ nhém rồi tròn trồn một mặt thì sao. Mình thả con cua đấy nha mọi người. Thả thả ạ. Được ít quá nhé. Cho thả. Anh Thiều vó cho kỳ kì. Em quen mà đẩy đi. Cũng đi bắt rồi mà. Đấy tạm có quần sữa mà sờ đìa hay. Thiều sờ đìa. Chứ tạm đấy em nhìn nguy hiểm đi. Đồ một xe thôi. Đâu. No.
mình bắt ốc xong, rửa ốc rồi về nhà rồi mọi người ạ. Bởi vì ở ngoài đồng nặng quá ấy, mà mình phải mình cũng bắt được khá là nhiều rồi ấy. Rồi mình về luôn, về nhà cho nó mát rồi được nghỉ cho mọi người ạ. Bây giờ bọn mình về rửa lại nước ở nhà nha mọi người. Rửa cho sạch rồi bọn mình làm món ốc xào siêu cay khổng lồ. Nào. Siêu cay khổng lồ. Không, em có cái tất thật căng tay mà. Thấy có cái hoa nó thử khúc ốc. Em bỏ thấu rồi, em không thấu này. Thấu mốt. Bỏ cái thấu tỏ. Thấu tỏ này em cũng có thấu một con thịt số đấy. Còn mình phải làm sao cho nó sạch cái meo này nhá mọi người. Mình chà cho nó sạch cái meo nhá. Để bọn mình, bởi vì bọn mình xào có cái vỏ ấy, đất nó dính nhiều đấy, phải phải chui cho nó sạch. Ừ, tôi có nhưng mà chưa được. Chứ gì bán này đó, kiểu gì bán này cho đến đó mà. Đấy nha mọi người, sau một hồi bọn mình rửa thì nó cũng khá là sạch rồi mọi người ạ. Rồi bọn mình ngâm nước ấy, ngâm nước khoảng vài tiếng nha mọi người. Để bình thường là con ốc nó đang ngầm đất ở trong con ốc ấy, bọn mình phải ngâm nước khoảng vài tiếng để nó nhả đất ra mọi người. Rồi bọn mình rửa qua lần nữa rồi là con ốc nó sạch nha mọi người. Rồi bọn mình sẽ chế biến nha. Rồi bọn mình sẽ xào siêu cay. Bây giờ bọn mình tạm gậy đây mọi người ạ. Ra đồng bẩn quá. Rồi nóng mọi người ấy. Khi bọn mình ngâm ốc thì bây giờ bọn mình phải chặt cái đuôi này nha mọi người. Rồi bọn mình xào nhá, chặt cái đuôi này để khi xào cho nó ngậm gia vị nhá mọi người. Ôi, nó chặt được không? Dẹp chặt đây cũng quá to. Có khởi hứa được. Thôi vừa là lần này.
Xong rồi bọn mình cắt cái đuôi con ốc đấy nha mọi người. Rồi bọn mình bây giờ bỏ xả rồi ướp gia vị nhá. Ướp gia vị. À quên, bỏ gia vị trước nha mọi người. Quên. Bỏ gia vị đấy nha mọi người, bỏ vào. Em bỏ còn đường nữa này. Đùa không đây, lại đùa. Không cần đùa. Đồ rất đồ cả lắm, đồ. Em bỏ đường với chanh nướng vào mà được. Rồi xả bỏ kiểu răng. Xà bò tắp tên thôi. Thơm ngon thầy. Thơm ngon, rất là thơm ngon mọi người nhá. Chứa chịn mà đà nghe muốn ăn thôi. Thơm luôn mọi người ạ. Cái này chứ ăn trọng ấy. Ăn trọng luôn. Đó, phải để cả củ thì thơm được. Đây. Xà bọn mình không phải băm lá đâu nha mọi người. Bọn mình bỏ cả củ luôn nha. Rồi để up lên rồi. Bây giờ bọn mình phải nấu chỗ này nha mọi người. Nấu đấy cho nó mặn nha mọi người. Màu chín thôi. Ốc cần chín nó nha mọi người. Còn mình đào vài đào nữa là chuẩn bị ăn mọi người ạ. Khá ổn đây. Rất là thơm mọi người ạ. Thơm. Cái mắm này em đầy mặn cũng chết. Thì bỏ một cái thì đường với chanh đây. Vốn làm ngọt cũng mắm ngon. Thì mà bỏ đường nữa. Tương ớt, nó là bên này bò tương ớt kem áp trên được mặn. Bây giờ mình chuẩn bị nhắc nồi chuộng rồi ăn ốc nha mọi người. Rất là ngon luôn nha mọi người. Thơm luôn vậy, mời mọi người ăn nha. Rất là tuyệt vời luôn nha mọi người nha. Nắm rồi. Mời mọi người ăn nha. Ốc rất là cay mọi người ạ. Đấy toàn là muốn cay hết, không có món gì không cay hết.
tướng rồi cũng đã. Này tướng ớt nhiều. Tôi cấy rồi. Tôi nóng nóng nó trộn tạm cái vú này. Rồi. Mời mọi người con ốc này nhá. Rất là thơm nhở, nhưng mà hơi cay hơi đắt. Mọi người ạ. Hơi cay với lại lúc nãy bọn mình ngâm cho nó nhả đất ra ấy. Bọn mình ngâm nhanh quá. Bình thường họ ngâm một tiếng vài tiếng để cho nó nhả đất ấy mọi người. Nhả đất ra khỏi con ốc này. Nhưng bọn mình ngâm ngắn quá, ngâm được 30 phút đấy. Bây giờ nậu trong con ốc này có đôi con vằn con đất mọi người này. Đó là cạn cạn mọi người ạ. Giờ bọn mình ăn xong rồi mọi người ạ. Thì video của mình đến đây cũng kết thúc luôn nha mọi người. Mình rất mong mọi người ủng hộ mình một đăng ký kênh, một like, một chia sẻ nha mọi người. Thì mình đạt mốc 1.000 người đăng ký nha. Mình cảm ơn tất cả mọi người nhé.